Cả nhà đất không ngự xin kính chào quý cô bác cùng tất cả anh chị mình. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú mình một căn nhà nằm ngay trung tâm nội ô thành phố Hồng Ngự mình ha. Đây là trước mặt chợ thành phố Hồng Ngự ngàn xưa tới giờ nè quý anh chị. Hồng Ngự thổ phủ cá tra. Căn nhà đang cần bán là diện tích là 5x22 quý anh chị, 5x22, 5 dài 22. Em đứng đây quay để cho quý anh chị dễ hình dung đấy. Trước mặt cái chợ là cái đường này là cái đường đường này nè quý anh chị, đó cái đường này là đường Hùng Dương nha. Chút xíu mình sẽ chạy đường này về cầu Kinh Long An quý anh chị. Đó, nhà cần bán thì cái đường là đường đường Lê Thị Hồng Gấm ha. Thì em đứng đi quay để cho một đoạn nhỏ để cho quý anh chị dễ hình dung. Thì hiện tại em đang có mỗi căn nhà nằm ở cái mặt tiền này luôn là quý anh chị, là đường Hùng Dương mình ha. Đó, gần ở chỗ bến xe Quan Tỷ quý anh chị. Đó, cái chỗ gần cái chỗ nhà văn hóa luôn. Đó, một căn nhà một trệt hai lầu ha. Còn căn nhà em đang giới thiệu bán trên video này á, thì là một trệt và một lầu ha, diện tích cắt hết đất luôn, 5x22 ha. Là mình đi hướng này luôn anh chị, là hướng này mình về cầu Kinh Long An á, về Cao Lãnh ha, nhưng mình chạy bỏ cái đường Lê Lợi này đó, chút xíu là tới cái đường Lê Thị Hồng Gấm ha. Thì bây giờ mời quý anh chị mình cùng đi đến căn nhà với em ha quý anh chị. Thì hiện tại đường này là đường Chu Văn An nè, đó đường Chu Văn An tại giờ bến đò Chợ Biểu quý chị đi qua Long Khánh á. Em đây một con mua lô đất diện tích khá là lớn quý chị, hai mặt tiền luôn nha, đó giá bán cũng phải chăng. Thì sẵn tiện quay cái căn nhà này thì em làm mà em giới thiệu ké luôn cái lô đất kia ha, để cho quý chị nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em. Đó, mặt tiền đường Hồng Dương ha, mình bỏ con đường Lê Lợi rồi tới Nguyễn Thị Minh Khai nè. Đó, bỏ con đường này ha, đường mặt chợ thế giới di động, đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bên có thế giới di động ha. Đó, thì hiện tại phía trước là có cây cầu này gọi là người dân gọi là cây cầu Kinh Long An đó anh chị. Đó, thì hiện tại đang làm cho nên xe người ta cấm xe đi, ta không cho đi, ta vô đi vô con cây cầu Nguyễn Thành đó cháu, chạy ngang khu Bờ Đông á. Đây là tiếng trục chính đó quý anh chị, để mình chạy về thành phố Cao Lãnh. Rồi, cầu đang làm ha. Giờ mình thấy con đường Nguyễn Thị Lê Thị Hồng Gấm nè. Rồi mình chạy đến lô đất ha. Con đường này thì cũng khá là rộng lớn anh chị. Ở đây thì buôn bán cũng tấp nập ha. Đây là những vị trí đắc địa của thành phố anh chị. Những cái con đường này đều nó thông đến mặt chợ của thành phố Hồng Ngự mình hết ha. Đây có cái tiệm bán đồ chìa khóa rồi cái kia khá là lớn. Thì mình đã đến căn nhà cần bán này quý anh chị, để em ra em tắt video cái đi ha. Đây là tổng quan của bên ngoài nhìn ngôi nhà quý anh chị, từ trên xuống dưới ha. Nhà rất còn đẹp, rất là đẹp quý anh chị. Nếu mình chạy thẳng luôn hướng này thì quý anh chị chạy khoảng bỏ một ngã từ, hai ngã từ là tới cái chợ thực phẩm thành phố Ngự mình ha. Còn mình đây là phía đối diện của nhà mình. Sang trước thì
thành là cái vỉa hè nhìn rất là rộng rãi của anh chị, 4m nha, vỉa hè 4m nha. Vỉa hè này chắc đậu được chiếc xe ô tô mà hai cái lòi đất cho anh tí xíu. Đó, cũng không có trụ điện, cũng không có cây phía trước luôn nha. Đó. Đây là không gian nhà khách nè, đó nhìn thấy rộng rãi chưa? Không gian này vô tầm cách tầm khoảng 7m đó quý anh chị, không dưới được nha, 7m luôn đó. Thì thuận tiện cho quý anh chị nào mà ở đây là buôn bán hoặc là mình làm ngành nghề cũng ngon lành gần đảo quý anh chị. Đó. Chỗ này thì nói chung là ngay trung tâm mà, không cần phải bàn gì nữa, chỉ cần là vị trí và giá thôi quý anh chị. Đó. Gạch thì được dán lên tới phần cái đó luôn ha, tới nóc ha, tới nóc của tầng dưới ha. Nhà này cắt mình thấy khá là dễ chịu anh chị, tại vì bước vô mà cái thường thường ta nói nhà cao cửa rộng ha, nhà này cao từ 3m mấy anh chị. Đó, từ phần dưới này nè. Đó, từ phần ở dưới cái thềm là nhà mình ha, đi lên nè, lên bá trên đó đó. Cái đà ngang trên đó đó là khoảng 3m mấy anh chị. Lối đi được thiết kế bên tay trái đi vào ha. Như đây thì là một cái không gian bếp nè. Đó, mình vừa tham quan xong là không gian nhà khách ha, không gian bếp. Thì vừa bước vô qua khỏi cửa buồng quý anh chị là mình bắt gặp cây cầu thang nè, đó, cây cầu thang nè quý anh chị, cầu thang lên tầng trên. Đó, bây giờ mình tham quan cái tầng bếp đi ha. Chỗ này thiết kế để đồ hơi bận rộn ha. Đó, không gian nhà bếp rất là rộng rãi ha. Nhà mà bề ngang 5m mà dài 22 thì còn gì bằng nữa quý anh chị. Đó, mà ở đô thị nữa, đắc địa. Tầng dưới thì có một cái nhà vệ sinh ha, có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này cũng khá là rộng rãi nè. Rồi sau đây là một cái phòng ngủ nha, phòng ngủ này khá là lớn luôn nè. Tại vì đó chắc cỡ 3m, bề ngang 5 x 3, 15m vuông chị, nhìn rất là rộng luôn. Ngày xưa căn nhà này chủ người ta trả chủ là 4.2 đó anh chị, 4.2 đó, nhưng mà không bán tại chúng nó không cần tiền gì mấy ha. Thì hiện tại giờ chủ đang cần tiền cho nên người ta sẽ hạ giá xuống để giao dịch với quý anh chị đó. Thì hiện tại chủ người ta đang kêu cái giá bán là 3 tỷ nha, 3 tỷ này là kêu là sát giá đúng không chị. Cái này người ta là bán là người ta buôn thế chuyển nhượng nha, thế chuyển nhượng thì bên mình đóng nha quý anh chị, bên mua đóng nha đó. Thì bên em á thì đến khi đến gặp chủ á thì người ta cũng không phải là kêu giá 3 tỷ đâu đó, người ta đòi tới 3 tỷ rưỡi luôn quý anh chị. Nhưng bên em nói là thôi, mình có nhu cầu bán thì nên kêu sát giá để người ta giao dịch, chứ còn mình kêu cao quá để trả giá thì người ta không có trả đâu ha. Thì mua bán mà người bán á, người cần bán thì người mua nó dễ lắm quý anh chị. Như này thì em thấy rất là cần bán cho nên người ta vẫn đồng ý là cái giá 3 tỷ đó để buôn thế cho quý anh chị, nhưng mà người ta sẽ bớt thêm một chút nữa đó quý anh chị để chúng ta làm giấy ha. Thì bước lên cái cầu thang thì chúng ta sẽ thấy bắt gặp một cái không gian giống như vậy nè, mình gọi là một cái lửng đi. À, chỗ này thì có thể chúng ta để cho khách khứa nè đó, khi nhà mình có đám tiệc mà khách khứa đó mình có thể là ở đây có thể là ngủ được khoảng cỡ, nếu mà cỡ 3 người thì cũng thoải mái rộng rãi ha, 3 người đó. Rồi mình lên thêm cái tầng trên ha. Trên. Ngôi nhà này nếu mà thiết kế lúc từ xưa ở đây tạo điều kiện làm cho miếng trời lại lấy ánh sáng xuống đây, không cần dùng cái đèn này đó thì nó khá là tuyệt vời nữa đó ha. Nhưng mà nhà người ta đã cắt hẳn thì quý anh chị về, quý anh chị muốn thiết kế theo ý mình nữa thì mình cứ sửa chữa, còn mấy gì thì mình cứ ở thôi. Tại ngôi nhà này nhìn thấy rất là kiên cố quý anh chị,
Thì vừa bước lên thì quẹo tay phải thì mình bắt gặp một cái phòng nữa nè. Đi vào phòng, trong cái phòng có toilet nữa ha. Đó, cái phòng này cũng khá là rộng. Chiều này, chiều vô này chắc cũng khoảng 3 mét đúng không chị? Thì 5 x 3 15 mét vuông nè. Đây là tổng quan của căn phòng nè. Đây luôn có luôn cái lối đi. Có luôn cửa sổ nè. Cửa sổ lấy ánh sáng nè. Nhà mà những ngôi nhà mà em không phải nói chứ mình rất là thích những cái ngôi nhà mà mở đó, những ngôi nhà mà có cửa sổ là mình rất thích nha, mở ra cái gió nó ùa vào rất là mát đó, và nó có cái ánh sáng nè, thấy không? Ánh sáng tự nhiên giúp cho ngôi nhà tăng cái vượng khí ha, tăng vượng khí. Nhà mà có ánh sáng ngập tràn của anh chị là những ngôi nhà đó đó là rất là tuyệt vời đó. Vô nhà là cảm thấy rất là thích liền, nhưng mà ngôi nhà này thì em thấy rất là thích nha, tại vì nó người ta bố trí á, người ta cắt á, rất là cao rồi, cao nhìn nó thoải mái lắm, vô mình cảm giác nó không gian nó thoải mái lắm đó. Ở trên lầu thì thêm được hai phòng nữa quý anh chị, đây một phòng nữa nè. Phòng này sao anh không mở đèn à, để em mở đèn đó. Đây nè, đây thì cũng nhà vệ sinh luôn nha. Cái đây thì cái phòng này hơi nhỏ mà các nhà vệ sinh thì hơi chạy. Thì tiểu quý anh chị sau này mình muốn sửa cho nó rộng ra thì mình bỏ nhà vệ sinh ha chú gì. Còn đây là cái không gian phòng thờ, không gian phòng thờ ha, không gian phòng thờ cũng có cửa sổ để lấy ánh sáng vô nè chàng nha. Đây là phía ấy nè, đây là cái sân thượng phía trước nè, rất là rộng rãi ha. Lên đây mà nhậu thứ gì chịu nổi. Đường đó đó quý anh chị là mình cũng chạy ra cái mặt chợ nãy được luôn ha. Còn mình đi phía này thì mình đi lại cái chợ thực phẩm, chợ thực phẩm lớn lắm quý anh chị. Trên này thì đổ tắm đựng khúc nè, đổ tắm được ra đoạn khúc, gạch thì được dán tới nóc của người thấy không. Đó. Này là không cần phải bàn phải chơi nữa, nhà cắt kiên cố mà ha. Còn trong đây là trên này không có đổ tắm nha, trên đây thì không đổ tắm, mà trên đó là nóc nóc thái luôn nha quý anh chị, là máy thái luôn. Ở trong đây thì sơn nước ha, sơn nước. Thì quý anh chị nữa có về mình muốn dán gạch luôn cũng được quý vị, dán thêm một tầng gạch nó cũng được, tại lúc trước hồi xưa dán cái gạch này nó như ra cái gờ vì nó hơi bẩn tí, nhưng mà nữa mình tạo điều kiện cho mình dán luôn, dán gạch lên luôn ha, dán lên khoảng cao cỡ giớ của mình nè để im hơn ha. Đó. Rồi một căn nhà một tầng trệt với một tầng lầu thì gồm có 3 phòng ngủ đó, không gian bếp, không gian thờ ha, không gian nhà khách. Địa chỉ là khóm 3 phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp mình đó. Thì đây là vị trí vô cùng đắc địa quý anh chị đó. Ở đây thì buôn bán đa ngành nghề ha, với một cái diện tích 522 này là 110 m² đó. Nhà này thì hoàn công trên sổ quý anh chị đó. Cái này có giá trị cực kỳ ha. Đó. Với một mức giá bán thì là chỉ có 3 tỷ thôi nha. Có 3 tỷ thôi. Anh chị nào mà có nhu cầu thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua em nha quý anh chị. Đó. Một căn nhà bán rất là rẻ. Nằm ở chỗ này thì đa ngành dài ha. Chỗ này mà mở cái tiệm spa thứ gì chỗ nào. Ha. Đó bên kia là tiệm tóc nè. Đó cũng có tiệm nail nữa. Nói chung chỗ này thì thuận tiện cho quý anh chị mình buôn bán kinh doanh đa ngành nghề quý anh chị. Vị trí đây vô cùng đắc địa nữa đó, với một cái mức giá bán thì hiện tại thời điểm này mình mới mua được những cái giá hờ quý anh chị, đây là giá hờ nha đó. Nếu quý anh chị bỏ qua cơ hậu là hủng lắm quý anh chị đó. Cơ hậu chỉ đến một lần thôi, chúng ta mà chặn trừ thì coi như là mất được cơ hậu quý anh chị đó, chứ cơ hậu nó đến nó không có báo trước mình biết đâu
nó nói là ừ tôi đã đến rồi, ông ở tranh thủ đi, là không có nữa quý chị. Đó. Đó. Rồi, bây giờ đến đây thì em cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Quý anh chị nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp nha quý anh chị. Đó. Em xin kết thúc nha.